Sau tuổi 50, thất bại lớn nhất không phải là không có tiền, mà là ba điều sau đây. Kính thưa quý vị, gần đến tuổi trung niên, nhiều người thường hoang mang, lo lắng trước những thay đổi về kinh tế và cuộc sống. Trên cả những lo lắng về tiền bạc, ba điều sau đây mới là thất bại đáng sợ nhất. 1. Nuôi dạy con cái không nên người. Thành công lớn nhất của một người chính là thành công của gia đình. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là thành công của việc bồi dưỡng, giáo dục con cái. Thành công này không được định nghĩa bằng việc con cái trong nhà phải được nhận vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu, mà đó là sự khỏe mạnh về thể chất và cả tinh thần, có sự ngay thẳng và tự tin. Đối với những người trên 50 tuổi, hầu hết con cái của họ đã bắt đầu bước vào xã hội. Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả sẽ bị chèn ép, hay thậm chí họ sẽ không chống chọi được với những cám dỗ trong cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong lòng mỗi bậc phụ huynh. Có người lúc này mới hối hận vì trước kia chỉ mải lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ, khi mà các con khôn lớn và định hình tính cách, dù họ muốn can thiệp hay là thay đổi cũng đã muộn. Nếu bạn không dạy con mình, cuối cùng thì xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn. Chính vì lẽ đó, nuôi dạy con cái không nên người trở thành một trong những thất bại đáng sợ nhất sau tuổi 50. 2. Sự nghiệp như công dã tràng. Nhân sinh sáng lạn, kết thúc viên mãn. Đây là mong muốn của gần như tất cả mọi người. Nếu có thể, ai mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ tiếc nuối gì trong cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm của mình. Từ thời thiếu niên ngây thơ, chuyển sang một thanh niên đầy nhiệt huyết, rồi dần dần trở về với cuộc sống trung niên bình lặng. Đó là những giai đoạn bắt buộc trong cuộc sống. Ở mỗi một giai đoạn, chúng ta đều không ngừng đưa ra những sự lựa chọn. Mỗi sự lựa chọn lại dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác nhau. Để đến cuối cùng, có người gặt hái thành tựu để đời, có người tích góp được một phần gia sản cho con cháu về sau. Thế nhưng, cũng có không ít người trở về với hai bàn tay trắng. Có người từng nói, khi còn trẻ, chúng ta luôn mơ ước được thay đổi thế giới. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ muốn thay đổi bản thân mình. Sau tuổi 50, thất bại đáng sợ nhất trong quá trình theo đuổi ước mơ, chúng ta đã không nắm bắt được phương hướng và mức độ đúng đắn. Cuối cùng, kết quả nhận lại chỉ như là dã tràng xe cát biển đông. Nỗ lực và bận rộn cả đời nhưng vẫn phải trở lại vạch xuất phát. Không nói tới sự nghèo nàn, túng thiếu về mặt kinh tế ở tuổi già khiến người ta bi ai, mà điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả là cảm xúc thất vọng về bản thân mình. Có người nói trên đời này không thiếu những người sinh sau đẻ muộn, chỉ cần họ kiên trì ước mơ, dám đấu tranh thì ắt sẽ thành công. Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến bạn có thể đứng lên hết lần này tới lần khác sau vô số thất bại. Nhưng khi đã bước vào giai đoạn trung niên, không phải ai cũng có dũng khí để tiếp tục mạo hiểm. 3. Không có chỗ dựa cảm xúc. Càng lớn tuổi, chúng ta càng hiểu rằng chim có cặp, người có đôi là điều quý giá nhường nào. Khi có một người tri kỷ sẵn lòng ở bên làm bạn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, chúng ta mới không cảm thấy cô đơn trong những ngày tháng ngược dòng đời. Nhưng điều tưởng chừng đơn giản này không phải ai cũng có thể làm được. Rất nhiều người từng nóng giận mất khôn hoặc bị cảm xúc nhất thời lấn át, sau đó phạm sai lầm. Những quyết định không đúng không chỉ làm tổn thương mọi người xung quanh mà còn bao gồm chính bản thân họ. Sự cô đơn và thiếu vắng chỗ dựa cảm xúc chính là một trong những điều thất bại đáng sợ nhất khi họ bước vào tuổi trung niên. Một người già hạnh phúc là người có con cháu chăm lo, có người bạn đời bên cạnh và may mắn có thêm người bạn thân tri kỷ cùng đồng hành những ngày tháng tuổi già. Sở hữu được một điều đã không dễ, chưa kể là cả ba điều trên. Do đó, nếu đang có được niềm hạnh phúc này,
chúng ta cần phải hết sức trân trọng. Ở tuổi này thì chúng ta đã đi được nửa chặng đường đời, nên học cách sống an yên và chấp nhận. Những người không thể buông tay, những điều không thể buông bỏ khi còn trẻ thì cũng nên qua đi. Điều quan trọng nhất là những người đang hiện hữu xung quanh, sẵn sàng dành sự quan tâm, yêu thương, ấm áp cho mình. Ở vào giai đoạn này, chẳng còn gì phải dè chừng hay nghi ngại, chẳng còn gì phải tranh cướp hay ganh ghét. Mọi thứ chỉ còn là đồng cảm và sẻ chia. 4. Qua tuổi 50, chúng ta sẽ đứng ở một điểm xuất phát mới của một giai đoạn mới trong đời. Quá khứ, chúng ta có thể trải qua rất nhiều thất bại. Có thất bại đã vượt qua, cũng có những thất bại vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm lý. Thế nhưng, đã tới giai đoạn này, điều gì cần buông bỏ thì hãy mạnh dạn mà làm. Cho dù cuộc sống tầm thường và tẻ nhạt thì quan trọng hơn, sự tĩnh lặng và yên bình trong nội tâm mới là điều đáng quý. Ba thứ người khôn ngoan tuyệt đối không bao giờ hé lời để tránh thị phi. Kính thưa quý vị, không xé toạc chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé nhưng thực chất lại sửa ấm cả cuộc đời của người khác. Có người nói, đời người ai sống cũng không dễ dàng gì rồi. Có những chuyện không cần phải bóc tẹt móng ngựa ra, không suốt ngày đi kể niềm vui nỗi buồn của mình. Một trong những dấu hiệu của người trưởng thành, đó chính là họ hiểu rõ được rằng những chuyện xảy tới với mình thì với người khác nó hoàn toàn là không có ý nghĩa gì cả. Sống trên đời giống như con cá trong nước, nóng hay lạnh chỉ mình nó biết mà thôi. Cuộc sống này chẳng ai giống ai cả, thế nên người thông minh dù có gặp chuyện gì cũng sẽ chuyển sang chế độ im lặng. Họ không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân họ. Họ chia sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Không đâm chọc vào chỗ khó của người khác. Người có giáo dưỡng không phải là ăn cơm không cần làm đổ canh, mà khi người khác làm đổ canh thì đừng nhìn chằm chằm vào họ. Chúng ta mãi không thể biết được người trưởng thành trông có vẻ luôn vui tươi, nhưng thực tế nội tâm họ gào thét. Nhưng họ im lặng bởi họ không muốn ai biết tới. Không hạ thấp thực lực của người khác. Một người có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió thì họ sau lưng nói người ta đi cửa sau. Một người có thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng thì nói rằng họ là mọt sách. Kiểu người này lúc nào hạ thấp người khác để cao bản thân mình. Nhưng việc nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính là đang phủ định chính mình. Kính sợ đối thủ mới là tôn trọng bản thân. Sống ở đời, ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng trên cái nền là dập tắt người khác.